Vâng, sau các vụ cháy nổ đáng tiếc xảy ra thì ai cũng có thể rút ra được bài học cho chính mình trong các vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì để bảo vệ mình khỏi giặc lửa thì người dân lại chỉ còn cách duy nhất là trông vào lực lượng chức năng. Và đó cũng chính là tình trạng dây điện, cáp viễn thông, truyền hình răng mắc chằng chịt như mạng nhện trên địa bàn thành phố Hà Nội và đã tồn tại từ lâu cũng gây bức xúc cho người dân. Những mạng nhện điện này thì không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, trở thành mối đe dọa nguy hiểm đối với người dân. Vâng, người dân Hà Nội thường trêu đùa nhau rằng những mạng nhện điện như thế này là một trong những đặc sản của Hà Nội. Và chỉ bằng một cái chạm nhẹ tay tôi đã có thể sờ được thẳng vào cuộn dây điện. Việc nằm thấp và sát nhà dân như này thì nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ xảy ra là điều không thể tránh khỏi. Những cột điện tự bốc cháy là hình ảnh không còn mấy xa lạ đối với người dân Hà Nội. Mà nguyên nhân chủ yếu do có quá nhiều hộp công tơ, nhiều loại dây khác nhau buộc túm lại chằng chịt dẫn đến cháy nổ. Rất là nguy hiểm bởi vì là cột thì chằng chịt mà toàn dây điện cáp to tướng này. Nó đậu vào là dễ đổ mà cháy thì lan vào ngay nhà dân luôn. Tất cả đây đều là sát vào nhà dân luôn. Cái cột điện nó đã bốc cháy vào giữa đêm. Rất là ngại và chắc chắn một cái điều là mỗi khi mình đi ra đường thì mình đều có cái cảm giác nó không được yên tâm. Tôi cũng rất sợ là bởi vì là đã từng ra xảy ra rất nhiều các cái cháy như là ở Thái Hà. Thế như là ở cái góc cột điện ở bên Kim Liên này. Thực tế là nó nòng thòng xuống đường mỗi khi một cái ô tô chở hàng vào là nó đứt. Nó nòng thòng rất nguy hiểm. Như phản ánh của người dân, các mạng nhện điện này có mặt ở hầu hết khắp các con phố của Hà Nội, nhất là ở các khu phố cổ đông đúc chật hẹp hoặc các ngõ ngách mà đến nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục triệt để. Năm 2016, Hà Nội xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ do chập điện, như ngày 8 tháng 8, cháy cột điện trên đường Giải Phóng – Hoàng Mai. Ngày 27 tháng 10, cháy cột điện trên đường Trung Kính – Cầu Giấy. Các vụ cháy này không chỉ gây thiệt hại tài sản cho nhà nước, cho ngành điện, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sự an toàn về tính mạng, tài sản của người dân. Những người sống, làm việc, sinh hoạt gần cột điện hoặc tham gia giao thông trên đường. Đề nghị là các cấp sẽ giải quyết theo cái thẩm quyền của cơ quan và địa phương để cho người dân nó được an toàn. Người dân thì không có cách nào để khắc phục cả, mà bây giờ chỉ mong muốn là dỡ bớt dây dợ lằng nhằng, nhìn vừa là mỹ quan vừa là đỡ sự nguy hiểm. Nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn trong các mạng nhện điện. Và người dân thì vẫn phải chấp nhận sống chung với nó và chờ đợi cấp chính quyền giải quyết hiểm họa bên cạnh mình.